rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong kênh tin tức sau Việt ngày hôm nay. Và Đan tin chắc chắn rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị những thông tin nóng hổi nhất để quý vị thực sự có những giây phút thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin nóng nhất và mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng nhau đến với những thông tin nóng nhất của ngày hôm nay. Thật hư chuyện quận Bình Tân cách ly 1024 người đến từ vùng dịch virus corona. 1024 người đang được theo dõi là những người đến từ những vùng quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch bệnh virus corona, chứ không phải từ vùng dịch Vũ Hán hay Trung Quốc đại lục. Hai ngày nay, thông tin quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận và theo dõi sức khỏe 1024 người từ vùng dịch corona trở về được dư luận quan tâm, nhất là trong bối cảnh các chuyến bay từ Việt Nam tới Trung Quốc đại lục đang tạm hoãn khai thác. Theo một báo cáo Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân, có 111 trường hợp được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến, 299 trường hợp do công an quận điều tra, theo dõi chuyển sang và 614 trường hợp khác làm việc ở công ty trách nhiệm hữu hạn Bonchain Việt Nam. Trao đổi với Thanh Niên sáng 12 tháng 2, ông Đỗ Đình Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân giải thích, 1024 người này không phải từ vùng dịch Vũ Hán hay các thành phố Trung Quốc đại lục. Đây là những người nước ngoài đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có người nhiễm bệnh virus corona gây ra. Theo đó, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, quận Bình Tân sẽ lập danh sách những người này đang sinh sống ở phường nào để theo dõi trong vòng 14 ngày. Nếu họ có dấu hiệu bị sốt hoặc các triệu chứng của bệnh dịch virus corona thì sẽ đưa đi xét nghiệm lâm sàng. Đến ngày 12 tháng 2 trên địa bàn quận Bình Tân chưa phát hiện một ca bệnh nào, ông Thiện khẳng định. Không có ai đến từ Trung Quốc đại lục. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân cho biết, việc theo dõi người nước ngoài chỉ đơn thuần là công tác chuyên môn. Hàng ngày, nhân viên y tế sẽ gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe. Nếu nóng sốt thì điều xe chở họ đi khám. Cũng có vài người bị sốt nhưng chỉ là sốt siêu vi hay rối loạn tiêu hóa, chứ không có ca nào dương tính với virus corona. Trong khi đó, ông Kim Vĩnh Cường, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Bonchain Việt Nam, cũng khẳng định 614 người mà dư luận phản ánh là chuyên gia người Đài Loan đang làm việc tại công ty chứ không phải đến từ vùng dịch thuộc Trung Quốc đại lục. Sau khi có dịch bệnh, chính phủ Việt Nam cho phép khai thác một số chuyến bay đến các vùng lãnh thổ như Đài Loan, Hồng Kông và một số quốc gia khác. Ông Cường cho biết hiện công ty không có bất cứ lao động từ Trung Quốc đại lục nào. Những người này phải chờ chính phủ cho phép. Theo tìm hiểu, công ty trách nhiệm hữu hạn Bonchain Việt Nam có hơn 62.000 lao động, trong đó có khoảng 300 lao động là người Trung Quốc. Tại quận Bình Tân, các nhân viên y tế sẽ kiểm tra thân nhiệt đối với người dân khi đến làm việc tại cơ quan hành chính của quận. Trong trường hợp bị sốt sẽ được khuyến cáo đi kiểm tra sức khỏe tại cơ sở y tế nhằm phòng tránh nguy cơ từ bệnh virus corona gây ra.